Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 21 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kim Động. Gia đình ông Phan Chính Tuân ở xã Liên Khê thu nhập cao từ nuôi bò sữa. Cụm di tích cây đa để la tiến địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Các trường trung học phổ thông chủ động chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Công an huyện Phan Lâm kịp thời bắt giữ các đối tượng trộm cắp hủy hoại tài sản. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì đất lâm tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Kim Động. Ủy ban bầu cử huyện thành lập các tiểu ban tuyên truyền, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo, các đoàn kiểm tra giám sát và tổ chuyên môn giúp việc. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Kim Động. Đồng chí yêu cầu Ủy ban bầu cử huyện và các xã cần tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và bằng nhiều hình thức để mọi người coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm. Cần nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên để kịp thời định hướng, chỉ đạo và xử lý những tình huống phát sinh quan tâm lựa chọn các thành viên tham gia tổ bầu cử là những người có kiến thức kinh nghiệm, am hiểu về công tác bầu cử, lưu ý tới các cử tri làm ăn xa, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở. Đầu giờ buổi sáng, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy và đoàn kiểm tra đã đến thăm hỏi và tặng quà của tỉnh cho các thầy cô giáo và học sinh cơ sở mầm non thôn Vân Nghệ, xã Mai Động. nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban thường vụ huyện Đoàn Mỹ Hào đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn các huyện Phan Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, thời kỳ 1994-1999. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Tuyến, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn đã cùng ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống đoàn kết gắn bó những năm tháng hoạt động hăng say gian khổ của đội ngũ cán bộ đoàn huyện Mỹ Văn và những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ thời gian qua. Các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác đoàn và tổ chức phong trào thanh niên. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với các thông tin kinh tế bắt đầu chăn nuôi bò sữa từ năm 2002. Nhờ sự cần cù, ham học hỏi và mạnh dạn đầu tư, gia đình ông Phạm Chính Tuân ở thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoai Châu đã thành công với mô hình nuôi bò sữa cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Được sự hỗ trợ về vốn từ dự án nuôi bò sữa của tỉnh, năm 2002, gia đình ông Tuân đầu tư mua bốn con bò sữa về nuôi. Do đây là giống bò mới nên bước đầu gặp không ít khó khăn, để chăn nuôi đạt hiệu quả, ông Tuân đã đi học hỏi kinh nghiệm nhiều mô hình nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao từ các hộ chăn nuôi bò sữa ở trong và ngoài tỉnh. Sau khi nắm vững kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, ông Tuân đã quyết định đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm bò sữa về nuôi. Hiện nay trang trại của gia đình ông có 22 con bò sữa, trong đó có 10 con đang trong thời kỳ cho khai thác sữa. Mỗi ngày gia đình ông Tuân xuất bán cho công ty sữa Vinamilk 150 kg sữa với giá bán 14.000 đồng một lít. Trừ tất cả chi phí, trang trại nuôi bò sữa cho thu lãi khoảng 1 triệu đồng một ngày. Thành công với mô hình nuôi bò sữa không những giúp kinh tế gia đình khá giả mà ông Tuân còn tạo công an việc làm cho ba lao động địa phương. Bên cạnh đó, ông luôn nhiệt tình giúp đỡ các hộ mới nuôi bò sữa trong xã về kỹ thuật và phối sống bò sữa. Theo ông Phan Chính Tuân, để chăn nuôi bò sữa thành công, điều quan trọng là con sống phải tốt, chuồng trại thoáng mát, phải đảm bảo cho bò ăn đủ no, đủ chất dinh dưỡng và uống đủ nước. Sau một năm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh triển khai thực hiện dự án, xây dựng và hoàn thiện quy trình cho sinh sản nhân tạo cá chép V1 tại hai hộ dân ở xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ và xã Quang Hưng, huyện Phú Cử đạt hiệu quả cao. Năm 2015, các chủ hộ đã cho sinh sản được 12 đợt, đạt hơn 4 triệu cá bột lên cá hương, cá hương lên cá giống, cung cấp cá giống chép V1 đúng tiêu chuẩn ra thị trường. Chính vì vậy tại trang trại sản xuất cá giống của gia đình anh Lưu Văn Dũng, thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử, năm 2016 này đã mở rộng quy mô sản xuất thêm 1.000 cặp cá bố mẹ chép V1. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh đã sản xuất được trên 4 triệu cá giống, ước cả năm đạt gần 20 triệu cá giống chép V1. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, sinh nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ân Thi tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2016. Tham gia hội thi có 6 đội cụm Thủy Nông Xuân Trúc, Ấp Bắc, Đa Lộc, Thổ Hoàng, Hồng Vân và Tam Đô. Qua 4 vòng thi chào hỏi, tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, thao tác thực hành sơ cứu người bị tai nạn và năng khiếu. Ngoài ra, các đơn vị tham gia hội thi còn thực hành diễn tập phòng chống cháy nổ, dập tắt đám cháy bằng bình bột chữa cháy và bình khí CO2. Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội thi Cụm Thủy Nông Xuân Trúc, đồng thời trao hai giải nhì cho Cụm Thủy Nông Ấp Bắc và Thổ Hoàng. Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao về công tác an toàn vệ sinh lao động bằng hình thức sân khấu hóa, người lao động thể hiện được các tài năng, khả năng diễn xuất của mình. Thông qua hội thi, người lao động còn được nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhận biết được các yếu tố nguy hiểm và có hại trong lao động sản xuất, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, cây đa la tiến nằm trên địa bàn xã nguyên hòa huyện phù cử là địa chỉ đỏ nơi ghi dấu chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kể từ ngày chính quyền thuộc về tay nhân dân dưới gốc đa lịch sử đã trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ nối tiếp với những giá trị về lịch sử về truyền thống đấu tranh cách mạng cây đa la tiến và đền la tiến đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo sử sách và qua lời kể của lớp người cao tuổi của xã Nguyên Hòa, cây đa la tiến từ lâu đã được biết đến như một chứng nhân lịch sử bởi trong những năm kháng chiến chống Pháp đã chứng kiến bao cảnh máu chảy đổ rơi. Cây đà la tiến cũng chính là nơi ghi dấu chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại cốc đa này, 1.145 chiến sĩ cách mạng đồng chí đồng bào yêu nước bị thực dân Pháp giết hại, trong đó có 125 người con của xã Nguyên Hòa năm năm thì bắt đầu đi càn quét ở các nơi tức là các cái thôn ở các xã xung quanh huyện và cứ đem nó bắt tức là tất cả những người mà đã mặc quần áo lâu để nó đưa về chứ không kể gì là du kích hay là bộ đội hay là cán bộ nó đưa về cái là đến đêm mà nó đưa ra nó cắt tiết chúng đã từng hành hạ tra tấn cực kỳ dã man để khai thác và để dẹp phong trào cách mạng diệt các đảng viên cộng sản của ta lúc bây giờ. Sau khi đã tra tấn không được rồi thì chúng một hình thức là chém giết buông sông bằng hình thức treo cổ người lên cây đa, xong đó bắn rồi thả sắc xuống sông hoặc là chôn một cái cột niêm ven sông, trói người vào đấy bắn xong là cũng buông sông luôn. Bốt này chiếm một vị trí hết sức quan trọng vì nó án ngã giáp ba tỉnh là Thái Bình và Hải Dương. Cho nên diệt phong trào cách mạng không phải diệt ở Nguyên mà nó còn không chế cả một vùng. Trước tuổi ác man dợ của kẻ thù, vào đêm ngày 31 tháng 1 năm 1954, chỉ huy Trung đoàn 42 đã sử dụng lực lượng gồm Tiểu đoàn 664, Đại đội 200, Đại đội 61 thuộc Tiểu đoàn 652 và Trung đội 20 thuộc Đại đội 24 phối hợp với huyện Phù Cử dùng chiến thuật đã tiêu diệt gọn bốt La Tiến chỉ trong vòng 20 phút. Kể từ, từ đó đến nay, cây đa La Tiến đã trở thành biểu tượng cho sự bất khuất kiên cường của người dân Nguyên Hòa nói riêng và người dân Hưng Yên nói chung. Nguyên Hòa là một địa phương có truyền thống cách mạng, đã được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đến nay, được công nhận di tích đền cây đa La Tiến là di tích lịch sử quốc gia. Đảng bộ và nhân dân Nguyên Hòa và những người con nguyên hòa sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế từng bước vững mạnh, thay đổi quê hương nguyên hòa ngày càng khang trang và giàu đẹp, đồng thời làm tốt cái công tác động viên cho cán bộ nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ là phát huy truyền thống của quê hương để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để ghi nhớ công lao của cán bộ chiến sĩ và đồng bào ta, đồng thời thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối. Năm 2009, huyện Phô Cư đã tiến hành xây dựng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bên cạnh cây đa la tiến, bên dòng sông Luộc. Công trình đã được cánh thành đúng dịp kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2010. Đến năm 2012, cây đa la tiến, đền la tiến đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh cái di tích cây đa và đền thờ La Tiến. Đây là nơi thực dân Pháp đàn áp và nơi đây có 1.145 liệt sĩ hy sinh, trong đó có 220 liệt sĩ là người con của đảng bộ và nhân dân xã Nguyên Hòa, thì đảng bộ và nhân dân huyện Phú Cử cùng xã Nguyên Hòa trùng tu tôn tạo sửa chữa để nơi đây sẽ là nơi giáo dục cho các thế hệ trẻ của huyện là học tập những tấm gương của cha ông đã hy sinh bảo vệ cái nền độc lập của tổ quốc. Cây đa cổ thụ La Tiến với khoảng 200 năm tuổi, một chứng nhân lịch sử. Mặc dù đã bị chiến tranh tàn phá, song với sức sống mãnh liệt, cây đa vẫn trỗi dậy tỏa bóng sum xuê bên dòng sông Luộc thân thương và đã trở thành địa chỉ đỏ nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ tiếp nối. Để tỏ lòng biết ơn và thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của cha ông và các chiến sĩ cách mạng các thế hệ người dân Nguyên Hòa nguyện đoàn kết bên nhau, chung sức đồng lòng xây dựng Nguyên Hòa ngày một giàu hơn, đẹp hơn, văn minh hơn, xứng tầm với tiềm năng, với truyền thống của một quê hương có bề dày truyền thống cách mạng, xã anh hùng. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhờ làm tốt công tác quảng bá xúc tiến du lịch trong hơn 2 tháng đầu năm, đã có 120.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm bái các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Để thu hút khách du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hưng Yên đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm mục đích quảng bá giới thiệu về mảnh đất và con người Hưng Yên đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ký kết hợp tác xúc tiến tạo tour du lịch với các công ty lữ hành thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Ninh Bình. Với cách làm trên, thời gian qua tại các di tích tiêu biểu như Văn Biếu Xích Đằng, Chùa Chuông, Đền Mẫu, Đền Phụ ủng Tiến Đa Hòa, Dạ Trạch luôn thu hút đông khách tham quan du lịch, tìm hiểu và chiêm bái cảnh quan. Tại các di tích nói trên, trung tâm đã xây dựng quầy thông tin lưu động và tổ chức đón các đoàn khách đã ký kết về Hương Yên, phát miễn phí hàng nghìn ấn phẩm thông tin du lịch. Đặc biệt trung tâm phối hợp với xí nghiệp đầu tư và phát triển du lịch sông Hồng tổ chức đưa nhiều đoàn khách, trong đó phần lớn là khách nước ngoài về dự lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung. Thực hiện công văn số 166 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, trong đó kiên quyết đưa ra khỏi di tích các biểu tượng linh vật đồ thờ tự không phù hợp với thuần phong mỹ tục xã thuần hưng và xã phù hưng của huyện khoai châu đã tiến hành di rời sư tử đá ngoại lai ra khỏi khuôn viên của những di tích cấp quốc gia tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình Sài Thị Thượng, xã Thuần Hưng, trước kia có đôi sư tử đá ngoại lai do một gia đình cung tiến đặt trước cửa đình. Thực hiện chỉ đạo của đoàn kiểm tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, vừa qua chính quyền xã Thuần Hưng đã tiến hành di rời đôi sư tử đá nặng 4 tấn trong khuôn viên đình Sài Thị Thượng ra một khu vực đất trống để đảm bảo tính nguyên trạng của di tích. Kinh phí di rời sư tử đá do xã huy động nguồn vốn xã hội hóa văn hóa về kiểm tra và cho đây là coi như là sư tử ngoại lai không thuộc hàng để được đưa vào coi như là sử dụng trong khu vực đình chùa được coi như là nhân dân rồi các gia đình là tài trợ ủng hộ cho nên chúng tôi cũng đã quyết tâm và thực hiện di chuyển được đôi sư tử ngoại lai này ra khỏi vị trí di tích của đình Sài Thị Thượng. Chiếc cổng dẫn vào di tích cấp quốc gia đình Ngọc Nha Thượng từ lâu cũng có một đôi nghe đá mang kiểu dáng Trung Quốc do một cá nhân cung tiến hưởng ứng việc đưa ra khỏi di tích các linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục, xã Phùng Hưng bỏ ra 5 triệu đồng để di rời đôi nghe đá này ra khu nghĩa địa của thôn Ngọc Nha Thượng. Việc kiên quyết loại bỏ các linh vật ngoại lai ra khỏi các di tích đã thể hiện sự nhận thức của chính quyền hai xã Thuần Hưng và Phùng Hưng trong việc bảo tồn giữ gìn cảnh quan và nét văn hóa truyền thống của đình làng Việt. Đầu tháng 7, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra. Thời điểm này, không khí ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang rất tích cực khẩn trương. Từ kinh nghiệm của năm trước, năm nay các trường trung học phổ thông đã hoàn toàn chủ động trong việc định hướng, ôn tập cho học sinh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Việc tổ chức ôn luyện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đã được hầu hết các nhà trường bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 với các môn chính thức là toán, văn, anh. Tuy nhiên, thời điểm sau Tết Nguyên đán Bình Thân, công tác ôn thi mới tăng cường hơn. Cụ thể thời điểm này, các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh đã thực hiện việc tăng tiết để ôn thi cho học sinh lớp 12 và tích cực hướng dẫn tư vấn học sinh đăng ký chọn môn thi phù hợp theo năng lực. Nội dung kiến thức ôn tập được xác định chủ yếu bám sát sách giáo khoa. Tuy nhiên, tùy vào tình hình học lực của học sinh, mỗi trường đều có phương án ôn tập khác nhau. Với các em học sinh mà thi tốt nghiệp trung học ra để lấy kết quả tốt nghiệp thì các bộ môn sẽ tập trung chính đó là dạy ở mức điểm từ 7 điểm trở xuống. Còn với các bộ môn mà các em tham gia các môn dự thi để xét tổ hợp đại học và tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng tôi đã tập trung ôn ở các bộ môn là tập trung điểm 7 điểm 8 và tiếp cận điểm 9 và điểm 10. Để giúp các em học sinh làm quen với đề thi, không khí phòng thi và đánh giá sơ bộ kiến thức của mình, nhiều trường đã tổ chức được một đến hai cuộc thi thử. Tin rằng với sự chủ động của các nhà trường trung học phổ thông cùng những điều chỉnh của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, các em học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 với tâm lý tự tin vững vàng nhất. Chiều nay, tỉnh Đoàn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên cấp tỉnh 2016, lớp học mầm non xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. Công trình được triển khai từ tháng 7 năm 2015 đến nay đã hoàn thành với quy mô một tầng, một phòng học, bảo đảm đúng thiết kế tiêu chuẩn chất lượng. Tổng kinh phí 350 triệu đồng, trong đó tỉnh đoàn hỗ trợ 230 triệu đồng. Công trình lớp học mầm non xã Việt Hưng có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016 đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đoàn của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ chăm sóc và bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng lớp mầm non tương lai của đất nước. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016, sáng ngày 21 tháng 3, huyện Đoàn Quai Châu tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2016. 23 thí sinh là bí thư đoàn của 25 xã thị trấn tham gia, các thí sinh trải qua 4 phần thi, phần 1 màn trao hỏi với hình thức sân khấu hóa, phần 2 thi kiến thức với hình thức trắc nghiệm tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của tổ chức đoàn, nghiệp vụ công tác đoàn hội đội, phần 3 tranh tài với 3 câu hỏi về nghiệp vụ công tác đoàn đội hội. Phần 4 năng khiếu kỹ năng gồm nội dung lều trại, nút dây và phần thi hùng biện về công tác tổ chức tập hợp đoàn viên thanh thiếu niên xây dựng tổ chức hội, thí sinh đã thể hiện những kiến thức. Bên cạnh đó, phần thi năng khiếu với nhiều tiết mục múa hát, kịch, khiêu vũ được dàn dựng công phu và thể hiện rõ sự tự tin năng động của đoàn viên thanh niên cơ sở. Thời gian cho 4 phần thi là 20 phút. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Lê Thị Lệ, xã Ông Đình, giải nhì cho ba thí sinh Đỗ Tất Tuấn, xã Đông Kết, Đỗ Thị Thủy, xã Trí Tân, Đàm Trọng Tùng Anh, xã An Vĩ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 18 giải ba cho các thí sinh tham dự hội thi. Hướng ứng Toàn lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đã đi thăm và tặng quà cho các đối tượng bị tai nạn lao động tại thành phố Hương Yên và huyện Tiên Lữ. Đoàn đã đến thăm và tặng quà anh Nguyễn Quốc Thân, sinh năm 1964, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công trình đô thị Hưng Yên. Anh Thân bị tai nạn lao động, tỷ lệ bị suy giảm khả năng lao động là 36%, hiện gia đình rất khó khăn, chưa có nhà ở, phải ở nhà tập thể của công ty. Thăm và tặng quà anh Đoàn Văn Minh, sinh năm 1973, tại thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, bị tai nạn lao động năm 2003, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81%. Anh Nguyễn Trung Đức, sinh năm 1975, tại thôn Giai Lệ, xã Gia Lệ Xá huyện Tiên Lữ, trước đây là công nhân công ty cổ phần xây dựng số 9, bị tai nạn giao thông năm 2008. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 85%. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe và tặng quà cho các đối tượng bị tai nạn lao động, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Vào khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 3, tại khu vòng trọ ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an huyện Văn Lâm phối hợp với công an thành phố Điện Biên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Văn Cường, sinh năm 1991 và Nguyễn Văn Ước, sinh năm 1994, đều trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về hành vi hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Trước đó, các đối tượng này đã câu kết với một nhóm đối tượng tại địa phương thường xuyên bắt xe đi các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai và Điện Biên quan sát thấy các phương tiện ô tô để ở vỉa hè dề đường, không có người coi giữ, bọn chúng đã dùng tô vít cậy kính xe, sau đó chui vào lấy tài sản để trong xe như tiền, vàng, điện thoại, laptop, rồi mang bán lấy tiền tụ tập nhau để tiêu xài. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, chỉ tính từ đầu tháng 3 năm 2016 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt 12 vụ hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản trên các phương tiện ô tô tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai và Điện Biên. Hiện nay, Công an huyện Văn Lâm đã bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát Thanh Chủ tỉnh Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gia đình anh Phạm Văn Long ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử vươn lên từ làm trang trại. Thôn Hoàng Xá xây dựng cổng làng gìn giữ nét văn hóa dân tộc. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 3 theo giờ địa phương, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ cùng đoàn tùy tùng đã đáp xuống sân bay ở thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm lịch sử đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Cuba trong vòng gần 90 năm qua. Sau khi chiếc không lực một đáp xuống sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana của Cuba, ông Obama và gia đình đã được chào đón trọng thị bởi một phái đoàn do Ngoại trưởng Cuba dẫn đầu. Trước khi diễn ra lễ tiếp đón chính thức của chính phủ Cuba, ông Obama và gia đình đã đi thăm một số địa điểm du lịch của Cuba bất chấp trời mưa nặng hạt. Theo lịch trình trong ngày 21 tháng 3, nhà lãnh đạo Mỹ tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Jose Marti và hội đàm với nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro, sau đó tổ chức họp báo chung. Trong ngày 22 tháng 3, ông Obama cũng sẽ có một bài phát biểu phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Cuba. Trước khi kết thúc chuyến thăm, tổng thống Mỹ dự kiến sẽ xem một trận đấu bóng chày giao hữu ở thủ đô La Habana. Đây có thể coi là chuyến thăm lịch sử tới Cuba bởi lần đầu tiên trong 88 năm qua mới có một tổng thống đương nhiệm của Mỹ thăm chính thức quốc đảo này. Chuyến thăm diễn ra sau khi quan hệ Mỹ và Cuba bắt đầu ấm lên với quyết định bình thường hóa quan hệ từ tháng 7 năm 2014. Tình hình khủng hoảng chính trị tại Brazil đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc biểu tình phản đối lẫn ủng hộ chính phủ diễn ra tại nhiều nơi với rất đông người tham gia. Trong khi đó, chính phủ Brazil hôm 20 tháng 3 khẳng định sẽ kiện một nghị sĩ vì tội vu khống tổng thống. Thông cáo của Phủ Tổng thống Brazil khẳng định bà Dilma Rousseff chưa từng can thiệp vào quá trình điều tra liên quan tới vụ bê bối của Petrobras và những tuyên bố của nghị sĩ Almaran nhằm mục đích trả thù tất cả những ai không giúp ông này thoát khỏi án tù. Trước đó, bà Rousseff cũng đã gây ra sóng gió với quyết định bổ nhiệm người tiền nhiệm Luna da Silva làm tránh văn phòng nội các. Tuy nhiên, quyết định này đã bị tòa án hủy bỏ. Nhiều nhà phân tích cho rằng với những sóng gió vừa qua thì khó khăn phía trước còn tiếp tục đối với nữ tổng thống Brazil. Theo kết quả điều tra, hiện 68% người dân Brazil ủng hộ việc đưa bà Rousseff ra quốc hội để tiến hành bãi nhiệm bà và 65% cho rằng tổng thống nên từ chức. Cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa điều thêm một đơn vị lính lục quân mới đến Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng IS. Lực lượng vừa tăng cường thuộc đơn vị lục quân số 26 có nhiệm vụ hỗ trợ liên quân quốc tế và quân đội Iraq chiến đấu chống lại IS, nhóm khủng bố vẫn đang chiếm cứ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại quốc gia Ả Rập. Tuy nhiên, các nguồn tin không đề cập quân số của lực lượng lục quân Mỹ vừa triển khai bổ sung đến Iraq. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc điều thêm quân tới Iraq được thực hiện sau khi có sự tham vấn với chính phủ Iraq. Các nghi phạm bị truy lùng gắt cao nhất vì tội ác diệt chủng hồi năm 1994 tại Rwanda đã bị dẫn độ về nước. Ladilas Nawanswa giờ sẽ phải đối mặt với xét xử của tòa án Rwanda. Nghi phạm bị bắt giữ tại Congo hồi năm 2015, hơn hai thập kỷ sau vụ diệt chủng khủng khiếp khiến hơn 800.000 người Rwanda thiệt mạng. Chính quyền nước này cho biết họ sẽ đưa Naganjwa ra tòa với 9 tội danh, trong đó có tội diệt chủng, thực hiện tội ác chống lại loài người và vi phạm Công ước Geneva. Các cáo buộc này chủ yếu có liên quan tới vai trò của nghi phạm trong việc lập kế hoạch và ra lệnh thảm sát hơn 20.000 người dân tộc Tutsi chỉ trong vòng 4 ngày. Trước khi chịu bắt giữ, Naganjwa bị một tòa án chuyên xét xử án diệt chủng và tội ác chống lại loài người của Liên Hợp Quốc truy nã với giá 5 triệu đô la. Các quan chức Tây Ban Nha cho biết, Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chạy trên đường cao tốc mất kiểm soát và đâm vào một chiếc ô tô trong buổi sáng ngày Chủ nhật. Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc gần thị trấn Fregino thuộc xứ Catalan, tất cả 14 nạn nhân thiệt mạng đều là nữ. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, tài xế đã đâm vào rào chắn phía bên phải rồi ngoặt sang bên trái quá gấp khiến chiếc xe buýt lao sang phần đường ngược chiều và đâm phải một xe ô tô khác tài xế vẫn còn sống và đã được đưa tới đồn cảnh sát. Chiếc xe buýt chở theo 57 hành khách với nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó phần lớn là học sinh trao đổi đến từ Anh, Đức, Thụy Điển, Hungary, Séc đang trên đường tới Barcelona sau khi tham dự lễ hội ở Valencia, quốc tịch của những người thiệt mạng chưa được làm rõ. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Chủ hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.